tôi lợi dụng nhà mình tổ chức cái đám giỗ, tôi mời ông tới nhà mình, để mình nói tốt trước, chứ đừng để cho dân nói, đúng dân nói là lỗ tẩy hai con mình hết, đúng rồi, là chết, hay quá, chính vậy mà rất xui khi ông tới đây, tại ông này nổi tiếng đó, là chuyên gia bắt chẹt cái đám quan nhỏ tụi mình, hễ tới xíu là ông phạt, hễ tới xíu phạt, chỉ cần ông nói sai một từ cũng bị phạt, mà ông làm một hành động sai cũng bị phạt, quá. Không biết bao nhiêu tiền để mà chung đủ với ông này hết, ông chuẩn bị chưa? Nè, tôi chuẩn bị như đây nè, không biết đủ không nè. Tôi cũng chung đủ rồi, tôi cũng chuẩn bị đủ rồi. Đây. Không? Vậy hả? Được. Có gì ví dụ mà lát nữa mà tôi bị phạt hết này, tôi mượn đỡ nóc nhà không nha. Ê, ở là bị bao à? Chung cho ông cháu đi. Hả? Thì cháu sủa. Rồi đây là cha ta, quan tới rồi. Tới là chó sủa. Đi tới đâu chó sủa đó. Đâu quá trời đông luôn. Đông quá ha. Trời ơi, quan đi là phải thấy khác liền ha, quá trời đông. Ủa sao quan đi gì đâu mà người đi theo sắc màu dữ vậy? Ủa sao đông quá vậy? Ủa sao mà đâu hôm nay vẫn đi ăn mà sao đông quá vậy ông? Trời ơi, chắc là ông nghĩ là mình đã chùa thì nó không đi ăn sao đó. Hả? Không đi ăn. Ôi trời ơi, quá trời đông luôn. Một, hai, ủa mặc đồ đẹp quá. Hoàng tỷ rồi. Vậy là xui chắc rồi. Đi luôn ông ơi, đi luôn rồi. Ủa? Trời ơi, bậy quá, nó cánh hát của người ta đó. Cánh hát đi còn hơn, còn hơn. Chưa, vậy là ông trời, tiếp đi. Trời ơi. Trời ơi, công nhận quan chút bị nhập thần quá. Ừ, quan nghĩ là quan tới đây hả quan? Quan tới rồi, thì mấy ông đón tiếp nồng hậu quá. Tôi đi vô bằng cửa chuồng gà đó. Dạ, tao không biết ạ. Dạ, dạ. Ủa, mời hai anh ngồi chơi ạ. Mời hai anh. À, vô đến, cho hai cái chén lên nha. Để em mời chứ không? Có sẵn. Dạ, dạ. Bỗng quan mới tới à, bỗng quan mới tới à. Mấy ông nghĩ sao ạ? Nghĩ sao mà đón tôi mà cửa trước mấy ông phá, bên hông mấy ông phá, ông chừa có cái lỗ chó không mà tôi phải chui vô rồi cái lỗ chó vô đây. Trời ơi, công nhận quan dày mà chui vừa cái lỗ chó hay. Đó, ông coi ra được không? Tại ông không biết cái chờ quan chui lại em à, quan ha. Quan hay. Mà tôi bẻ ông không còn cái răng á. Không gì cái vụ này sức mấy ta chui lỗ chó vậy. Hả? Dạ, thôi. Còn mấy ông nữa. Đây là tôi nói cho mấy ông nghe. Nghe đồn á, mấy ông bây giờ cũng gom góp vét mót của dân làng này nhiều dữ lắm rồi. Hả? Mà mình là quan chức, ăn rồi á, lấy của dân ăn á, phải bồi dưỡng lên cho nó mập. Dạ. Làm quan làm chức gì đâu mà cái tướng hèn thấy gom không. À, bắt trước ta đi, nghe chưa? Vì quan sang thì chân nảy quan hèn lắm quan ơi. Ông nói nghe, nói tầm bậy tầm bạ không. Dạ thôi xin quan bớt nóng à. Dạ bây giờ sẵn quan tới đây và mời quan nhập tiệc à. Nhập tiệc á. Nhập tiệc phải không? Dạ. Đuổi bắt hàng lính này ra đi. Bị nó bự con hơn mình, nó quất ra hồi ba đó mình không còn cái gì. Đây, ha, lui, đây. Đây, bớt cái thầy thằng à. Quan anh Minh quá. Bớt cái thầy thằng à, còn ba thằng. Anh làm sao làm quan được á. À, đúng rồi. Đúng rồi, mày đuổi bớt hai thằng, chỉ còn ba thằng mình chơi thôi. Bắt đầu mới nói gì á? Hổn. Ông lùa hết cá mèn lứa một vậy ha. Hổn quá. Hai thằng một quen. Vậy phải được không? Nói gọn gọn đó, ba đứa đi. À, con mời quan trước ha. Trời ơi, tử là đầu câu chuyện à. Trời ơi. Quá, có đủ xin lỗi quan ạ. Cái này là cái gì? Dạ, ông đổ rượu. Đổ rượu? Dạ. Rượu là gì? Dạ, là rượu là... Nấu bằng gạo. Dạ. Ông làm như vậy là ông không biết tiết kiệm lương thực cho dân. Phạt nè, cái này phải phạt. Dạ, đúng rồi, phải phạt thôi. Phải phạt thôi. Sai là phạt. Đúng mà làm như vậy nó mới rõ ràng. Quan mới anh Minh. Tôi thấy đứa nào cũng bị mà, cũng bị dính, cũng bị bệnh. Có tiền phải vui vẻ lên ta. Có tiền vui vẻ lên, người lấy người ta mới cảm thấy thoải mái vậy. Cái này con vui quá nè. Dạ mời quan ra dùng mà. Này uống được không? Dạ uống được ạ. Phải không? Dạ. Sẽ thấy nó đục đục á. Đó. Dạ. Cái đó là phần bên kia, tới phần bên đây bởi vì ông hư lắm. Ông rót mà ông rót không có đàng hoàng. Thật ra quan uống nó không có thoải mái. Rót làm xong cho ly rượu cho nó cảm thấy là nó đó. Trời ơi, này kinh nghiệm ơi, kinh nghiệm quá. Dạ mời quan. Thấy chưa? Vậy làm sao mà phạt được, đúng không quan? Theo ông á. Dạ sao ạ? Cái ly rượu này rót như vậy là biết tính tình con người của ổng rồi. Sao quan nghĩ sao ông đãi tôi mà
Người ta nói tình cảm nó phải tràn trề, nó đổ vừa đúng vậy nè, không tràn một miếng nào thì là mày tiết kiệm đối với quan. Đối với quan mà ông còn như vậy thì đối với dân ông cỡ nào? Phạt không? Phạt chứ, phải phạt thôi. Phạt hả quan? Ờ. Ô, quan anh minh quá. Quan anh minh mà em xót ruột. Ờ, dạ, à, đôi tiền mà không vui, đôi tiền không vui. Phải vui đó, vậy là không vui đâu. Tôi nói cho mấy ông nghe, cũng không phải là ham hố gì phạt lấy ba đồng bạc của mấy ông làm gì. Dạ. Nhưng mà tập đến chi? Dạ. Tập cho mấy ông biết rằng cái tính tiết kiệm. Dạ. Hiểu không? Chứ không nên là tiết kiệm quá. Dạ. Vậy thôi. Nói chung là phải giữ gìn kỷ cương vết nước. Đúng, phải dạ. Có lẽ nghĩa biết trên biết trước nó mới bền. Dạ, dạ thưa quan, kỳ này quan đi kinh lý cái dân làng của Hà với Bá này. Dạ. Cái quảng, quan thấy sao ạ? Dạ, thấy sao quan? Chưa đi. Chưa đi. Từ trên huyện xuống rồi ghé đây luôn á. Dạ. Cái chuyện gì á, quan cứ hỏi Hà với Bá này, Hà Bá trả lời luôn cho quan biết luôn. Tới gần đi chứ cho nó mệt. Dạ. Dạ vậy mất rồi, trước từ rồi trước. Rót đi. Ông rót đi. Không nói dấu gì quan xuống đây. À, nếu mà không uống thì cũng phải ăn. Đúng đúng đúng. Mà nãy giờ là uống nhiều mà chưa có ăn. À. Dạ, ăn đi. Thôi, đông ngu lắm, phạt cho ông trời. Thôi, ăn đi, dạ. Quang, ăn rót à? Đi đường xe, kháng nước, mình phải uống mới đã. Dạ. Uống xong rồi mới có chuyện nói. Dạ. Hai ông mời tôi tới đây, dạ. Hai ông để tôi tự rót, dạ. Làm nhục tôi quá, phải không? Tôi uống rồi tôi mới cảm thấy nhục, dạ. Nhục xong rồi phải sao? Phạt luôn, vậy thôi. Hiểu luôn, dạ hiểu. À, hậu rót cũng bị phạt. Chuyện nó mới tươi vui. Vui quá à. Cái này đều rồi hai bên luôn. Nói nào ngay. Dạ. Nghe đồn lắm rồi mấy ông mần ăn được. Phải xuống là anh em phải chia trên chia dưới được nhiêu. Dạ. Chứ bị gì á, tôi nói mấy ông nghe. Dân tình này cứ nộp cho mấy ông không. Lên tới trên tụi tôi còn móc xì gì đâu ăn, hiểu không? Dạ. Bởi vậy tôi đứng trên tôi nhìn xuống, thèm chảy nước miếng xuống tới dưới mà có lần nào đổ ngược lên cho ăn đâu, phải không? Dạ, người ta nói nước mắt chảy xuôi, đáng lý tôi phải đem tiền tôi nuôi mấy ông. Dạ. Nhưng mà mấy ở dưới đây bây giờ cái luật nó khác rồi. Dạ. Dân nuôi ngược mấy ông phải nuôi ngược lên tôi, dạ. Chứ, phải không? Nước mưa nó thấm ngược. Nói chung là mình nhờ ở quan. Dạ, à, chứ còn không có mấy ông thì thôi thà tôi xuống sông tôi nói chuyện với Hà Bá sướng hơn. À, ông Hà, ông Hà. Dạ, Bá đây, Bá đây. Hà Bá. Dạ. À, ha, cũng dạ. Hai thằng Hà Bá chân cạn. Dạ. Dạ, xuống sông chi cho nó cực. Dạ, Quang ơi. Dạ. Cái này dạ. Sao nó nóng quá ta? À, lẩu. Ủa, cái này là cái lẩu á? Dạ, lẩu. Lương sơn bạc lạc lưỡi anh hùng. Cái món này là đặc sản của vùng này ông Quang. Ý trời ơi, trời quá. Tôi thơm quá à. Rồi. Bạc chắc luôn. Đó, không biết mà. Không nói nhiều. Không có cần nói nhiều. Đúng, mình tự giác chứ đừng để người ta phát giác vậy đó. Sao bị hố hoài vậy ta? Thấy hơn nhiều. À, vậy đó, tôi thấy ai tự giác tôi thích lắm. Dạ, dạ, mời quán. Hả? Mời quán tự xử đi. Tự xử đi. Thầy Đăng Lý phải tự giác luôn, phải gấp cho tôi chứ. Gấp luôn. Còn này không, cái này nói rồi, phải phạt đó. Phạt là muốn gấp. Tôi biết lắm. Kỳ hơn tôi, kỳ hơn, có cái tính hay phạt á. Người đi nào cái túi nó còn đầy là còn phá. Dạ, đưa mẹ nó luôn đi. À đúng rồi, đưa một lần một đi chắc ăn phát một vậy đi. À nó lấy ra lấy vô. Không mở cái túi đựng này nè, lặn trong quần lát họ rớt hết. Dạ. Hồi đó sau khi đưa xong cái này là cảm thấy cởi mở, mình nên nói chuyện được rồi. Dạ, hai à, cái này bỏ vô chung một cái về đi. Dạ. À, đó để người ta nói mình ăn nhiều, hiểu không? Dạ. Rồi quan ơi, kỳ này xuống đây á, trước là mời quan nhậu mấy cái món đặc sản của vùng này. Dạ. Kế đến một cái đặc sản đặc biệt của vùng này đó là cái cô chủ quán đầu làng này. Dạ đó. Đẹp lắm. Mấy ông cái gì cũng phải kính đáo, hiểu không? Mặc dù cái nhà này là cái nhà ông thiệt, nhưng mà xung quanh tai vách mạch rừng, hiểu không? À, đâu có biết có thằng nào nó canh me nó ghét tôi hay là nó ghét ông hay nó ghét ông Bá nè, hiểu không? Rồi bắt đầu nó canh xong nó trọt lên trên mình khổ. Dạ, đúng rồi đó, ăn nhậu là phải kỹ càng, càng vô sâu chừng nào càng tốt chừng nấy. Dạ. Đó, mình ăn mình đừng cho người ta biết mới gọi là ăn, đúng không? Ăn lén mà. Còn cái vụ kia đó, ăn xong rồi ông dẫn tôi đi cũng đâu có mượn. Đẹp, ông nói đẹp không? Đẹp lắm. Cỡ mặt cầu là không xi nhê dữ nè.
Không có anh. Chưa ăn mà tức ói nè, hiểu không? Ông nghĩ sao ông so sánh mỹ nhân mà ông so với cái mặt ông? Vậy? Ông nhìn cái mặt ông coi có cái nét nào mà nó gọi là mỹ nhân không? Hả? Không có chữ nhân chứ không có chữ có mỹ. Có chữ nhân mà à. Giả nhân hay à, không? Không có chữ mỹ. Trời ơi, sao mà dí con mà giống như thú vậy? Trời ơi, mời quen ạ. À, ăn đi, ăn đi, ăn đi, không có phạt nữa đâu, hết tiền rồi. Vậy, vậy ăn đi. Trời đất ơi, hai ông nghĩ sao vậy? Hai ông mời tôi tới đây ăn. Tôi chưa gấp được một mấy hai ông, thằng này đổ cho chén kia, thằng kia gấp qua chén nọ. Mấy ông làm như vậy ai coi được ông? Hả? Ăn hổn quá vậy? Hả? Bây giờ mặc dù không có tiền để phạt nhưng mà ghi vô thiếu. Hả? Ghi vô thiếu, lát hồi đi xong mấy cái vụ kia tao quằn, tao lấy lại. Thôi dẹp đi, bây giờ không thèm ăn nữa. Nói thiệt mấy ông ha, ăn đối với tôi là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ lo cái vụ kia cho tôi đi. Đúng không? Dạ, cái tới đầu làng á, tới đầu làng á. Cái này đem theo, chứ không ăn. Đem theo. Lát ra ngoài kia sực chứ không ăn. Mấy ông lính của tôi đâu hết rồi? Bay đâu? Ai à, vô đây xử cái vụ này coi. Cầm cái này đi theo cho tôi. Ừ, có chừng nóng đó. Nóng đi rồi đổ hết đi. Mất một cục thịt là chết cho tôi nha cha. Ăn riết mà quan còn như con khô hố. Hai ông thấy gốm không? Cái lửa này đem đi chay hả? Đem đi đổ trong người ông hả? À, cái này nướng này, cái đã ở đây. Tội, cái đó ăn thừa của mày hả mày? Dạ, cho chó ăn vậy. Hà bá này, bây giờ đi công chuyện đây. Dạ, qua, thôi đi. Lên cái vụ. Đi được nước đây. Nhớ nha, không là ăn xong rồi nha. Rồi. Ăn xong rồi tới cái khúc gì biết không? Dạ. Đây. Dạ, ăn đi. Thấy chưa? Ê, chuẩn bị vậy mà cũng bị phạt á. Ăn tạp như chó vậy á. Nhớ hết như heo vậy. Thằng gì chui lỗ chó là phải rồi. Mày nói gì hai thằng hạ bá? Chết à? Hiểu rồi. Khi này tao về tao quánh cho mày không còn kiết được luôn.
mày ăn ở làm sao mà để cho người ta lôi dòng họ ra nó chửi một cái rột, tao muốn thiếu thì muốn độn thổ. Cười cái gì? Cho một cái đi. Dạ. Ba quan thì ba quan, một cái lẩu, một bình rượu, một cái ly, một cái chén. Hai ông này ăn gì? Ba cái chén. Cảm ơn. Dạ. Đẹp giết người. Chứ em, chứ em cần gì nè. Cô chủ, ừ, cho một cái lẩu rơm xong ăn. Một bình rượu ngon cho sư phụ của tôi. Con vịt này là sư phụ của chú em hả? Cô chủ lên thận trọng rồi. Xin sư phụ bỏ qua cho, vì cô chủ đây chưa nhận ra ngày. Chút xíu nữa đây, nếu cô có duyên thì sẽ được sư phụ tôi báo trước những điều đang sắp xảy ra cho cô nghe, tin hay không? Tùy cô. Chú em, hay chú em nhờ sư phụ chú em á, coi giùm tôi vài quẻ được không? Hôm nay tôi xui quá à. Tôi đã nói nếu cô có duyên thì sẽ được sư phụ cứ coi. Vậy lát nhờ sư phụ coi giùm tôi nha, tôi vô chuẩn bị lẩu với rượu cho chú em nha. Tao tưởng thằng con nít khùng thầm thôi, còn chủ quán này cũng khùng luôn rồi. Nghĩ sao con vịt mà nó cũng tin coi bói được, làm sao mà coi bói được. Chắc ông quá, chắc nó điên rồi. Để ngồi coi dân làng này nó điên tới đâu. Không lẽ tao đi cua lộn con điên chết rồi. Một dạp lầm mà tốn ba quan tiền. Được lắm thầy ơi, nóng hừng hực trong người. Rượu đây, rượu đây, rượu đây, đưa cái tay đây lấy mấy cái ly cho. Tao gỡ lại được ba quan đầu chứ. Rót đi, hết rồi, đổ rồi. Mời mấy ông dùng bữa. Cho mượn mấy cái đũa tay hả? Tụi bay thấy tao bóc hốt lại không? Chùa cho em với. Chùa hả? Uống rượu đi. Khùng, nhìn cái gì mày? Đây, lẩu đây chú em. Còn cái rượu ngon với sư phụ tôi đâu. À, không quên, chờ chút. Nó đại dịch ăn lẩu luôn. Đây, rượu đây, rượu đây. Trời ơi, con không tin được là dịch mà biết coi bói.
hậu cha đó, ta tưởng cái hào quang của ta nó tỏ ra, nó biết ta làm quan, không ngờ nhờ con dịch nó mới biết ta làm quan. Cô chủ, con chủ nhận ra quan rồi, con chủ dám tính tiền quan không? Trời chú em ơi, quan mà có ăn sạch quán tôi cũng dám tính tiền nữa. Vậy là sư phụ tôi nói cho cô ngay chốc rồi. Đúng rồi. Thôi tính tiền cho tôi đi. Tôi còn phải tới nhà ông tổng kiến coi dùng ẩm mấy quẻ nữa đó. Thôi được rồi. Cũng may giờ hôm nay có chú em mà tôi mới biết là có hoàng đến quán tôi á. Thôi coi như hôm nay tôi đãi ha. Chú em, hay chú em hỏi tôi vài điều nữa được không? Sư phụ tôi nói một là một, đừng hỏi thêm. Không tính tiền thì cảm ơn. Ta đi. Thằng ốc heo, tới đây biểu mày. Tới đây biểu mày. Nhỏ mà hỗn láo quen rồi. Mày gặp quan, mày biết tao là quan, tại sao mày không chào? Bê cái lẩu qua bên kia một chút, coi chừng nó ăn hết. Ba quan tiền đó. Dạ. Tại sao mày biết tao mày không chào? Dạ, thầy cho con xin kính chào quan một lần cuối ạ. Đứng lại. Tại sao mày lại nói một lần cuối? Dạ, để con hỏi sư phụ con. Chưa qua. Sư phụ con nói quan sát mất chức rồi ạ. Nói lao. Tao làm quan bao nhiêu năm rồi, mày biết tao lo lót bao nhiêu tiền mới được làm quan không hả? Con dịch này dám nói tao mất chức hả? Hỗn láo hả mày? Xin quan chớ nói vậy. Sư phụ con mà giận thì không bao giờ nói đâu. Nói con quỷ sư phụ dịch này coi thử, chừng nào tao mất chức. Nếu nói đúng tao thưởng tiền, nói sai một cái tao nhổ lông, tao làm tiết canh liền tại chỗ, có tin không mày? Xin quan chớ nói vậy. Sư phụ con mà giận thì sẽ không bao giờ nói đâu. Tao quánh chết cha hai sư phụ mày. Nói đi. Nói. Bây giờ chưa nói được. Tại sao chưa nói được? Ở đây đông người quá, chỉ có hai thầy trò con và quan nghe thôi ạ. À. Dễ thôi. Chủ quan. Dạ. Bây giờ ngang sắt dẹp qua một bên, ra ngoài đóng cửa lại, không có cho ai vô, nội bất xuất ngoại bất nhập, hai thằng này xuất. Sức tiền là tất cả. Dạ, 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 dạ. Quan lớn. Đói bụng bê cái lẩu rau kia ăn một mình. Lát nữa hai đứa bay hùng tiền vô đã giùm. Cảm ơn. Nói đi. Tao nghe đây. Thưa quan, để con hỏi lại sư phụ con. Bây giờ mày hỏi lại sư phụ của mày. Sư phụ mày biết tao tên gì không? Tao làm chức quan gì? Nếu nói đúng tao sẽ thưởng cho. Được hay không? Thầy trò con chỉ đi giúp những người gặp khó khăn, không hề nhận tiền bất cứ một đồng một xu. Cái đó là cảm ơn nhiều, không trả tiền là vui rồi. Ha ha ha, bây giờ mày hỏi thử tao tên gì, đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai nữa, trong người tao hiện bây giờ có bao nhiêu cục vàng. Ha 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 ha. Dạ, dạ, để con nói cho quan nghe. Thưa quan, quan tiếp tục là keo, quan học dốt thì rớt, nhưng nhờ dốt được cháu gái của quan chánh chủ bảo cho nên quan mới đậu ạ. Còn số tiền trong người của quan, sư phụ con nói quan có 100 lạng bạc. Đây không phải là tiền của quan mà là tiền của bác Tắc, nói đúng hơn là tiền này của ông Hà Bác. Con này là con dịch hay là con thằng? Đúng quá đúng hả? Chú em, cho tôi hỏi thăm. Nhưng mà tại sao? Ông nói cái này quá đúng rồi. Chú em, tại sao? Tại sao như hồi nãy chú em lại nói là chà ta lần cuối? Hồi nãy nói cái khú kia đúng lắm. À, có nhiều nói tiền luôn á. Chắc là sư phụ con đã thấy trên người quan có gì không may rồi. Chết cha. Có chuyện gì nói giùm đi. Sư phụ Dịch, nói đi. Sao nghe được? Chỉ có con nghe được thôi à. Chắc vậy. À, hỏi giùm đi chú em, hỏi giùm. Sư phụ, tại sao vậy? Thưa quan, sư phụ con nói lương tâm cạn, sớm phái màu, bạc trắng như sớm nào. Hay, câu nè. Không hiểu. Em mà cũng nói. Nghe hay thôi.
quá. Vậy bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao chứ nếu không là chết chết chết. Bây giờ tôi tin rồi. À, tiền của tôi 100 lạng bạc. Hả? Bà phải phân phát hết. Đem phân phát 100 lạng này. Dạ. Còn là như vậy thì sư phụ con mới cứu quan. Nếu không thì con đi. Đừng. Nói thiệt 100 lạng bạc này cũng đâu sung sướng gì lấy được đâu. Vũ hai thằng Hà Bá kia nó rủ biết bao nhiêu, nó rủ biết nhiêu kể, không phải là sung sướng mà lấy được đâu. Bây giờ bé mà, nhưng mà dì phải giữ chức quan, dì phải giữ chức quan nhất định. Phân phát, phân phát giùm đi. Con phân phát, quan phân phát mới đúng. Quan lấy thương tàn, quan lấy phân phát cho người nghèo khó. Vậy thì phân phát. Cảm ơn. Chưa đâu. Hai, còn gì nữa? Lòng thành khẩn không dây. Quan hãy quỳ trước mặt sư phụ con và hứa sẽ làm theo lời sư phụ con dặn. Làm theo lời là làm cái gì? Phân phát 100 lạng bạc đó. Sống là phải biết chia sẻ đó hả? Dạ. Hay quỳ nữa hả? Từ xưa giờ cái đầu gối thì chưa bao giờ biết quỳ nha. Chỉ có khi nịnh quan lớn trên là ta mới quỳ thôi. Từ xưa đến giờ ta nhìn xuống dưới rồi, không bao giờ ta đi nhìn nữa. Anh hả? Giờ quan còn nịnh được nữa. Để quỳ. Quỳ đây được không? Quỳ đâu cũng được. À, có gì giúp đỡ giùm nhé. Chết cú này chắc chết rồi. Khấn trái hả? Phải khấn sao đây? Khấn sao kể quá mệt quá. Là lòng thành muốn khấn sao khấn hả? Dạ. Con dai dàng con lại ông dích thấy về đây mà phù hộ con hả? Hả? Phù hộ gì? Ông dịch với ông dích gì? Phù lại ông dịch giúp đỡ giùm cho con á. Vậy chắc xong rồi hả? Xong rồi phải không? Dạ. Cảm ơn, vậy khỏe rồi. Hả? Dạ. À. Sư phụ con đã nhìn thấy cho người của quan. Còn nữa hả? Cái quả này mới nguy bẩm quá hả? Quả gì? Quả gì mà nguy hơn cái quả kia nữa? Vô đây biểu.
còn lại về trả cái lỗi cho ông thần dịch giùm ta đi. Không có đem tiền theo đâu. Quan, quan đừng có đòi. Chuyện gì? Quan, cung phá. Bay bay người nghèo nè, nó cũng người nghèo hả? Cung phá. Người nghèo chủ quán đâu? Dạ. Đây của mày, đây của mày, đây của chủ quán. Còn như tôi cũng sắp nghèo. Để phát, để phát ở ngoài. Trả tiền lỗ nè. Em đi phát tiền nè. Em sẽ đi phát tiền. Quang nhớ nha. Em nhớ rồi, em sẽ đi phát tiền. Không cần cho đó em sẽ đi phát tiền. Thấy thư thái liền. Bây giờ hướng tây là hướng nào? Hướng tây là hướng này mặt trời mọc à? Không phải. Như hướng này mặt trời lặn mới là hướng tây chứ. Nó biểu thấp ba cây nhang, mới cho trăm lạng. Thôi lừa lừa nó đừng thấp được không? Kệ nó đi, đừng thấp đi. Lấy cái này ra lại hả? Lại. Móc cái này ra coi. Bài thuốc chữa bệnh. Coi thử như chữa cái gì đây. Chắc hết bệnh, chuyến này hết bệnh. Nguyện keo gặp nạn, trạng nhóc. Trời, nghe tên nó đầu mà cũng